Chào anh chị nha, nay em đang lên một cái mẫu súp 50 với một cái mẫu thùng dạng đứng 50 như thế này. Thì em đang ráp láp lên thành phẩm này, ráp lên thành phẩm như một cái bát. Mọi người thấy thì đây là cái bát RCF 220 ha, 5 tấc. Đo kích thước của nó cho mọi người coi. Cái em cần cái số ký của nó cho. Tụng này thì ván ép 100% ha mọi người. Ê, đừng có bắt nữa. Ủa, bắt làm cái gì vậy? Con lũa. Coi giùm anh cái thùng này đi. Bỏ cái bát này. Rồi, làm cái gì tí nữa làm luôn được. Đang trong lúc giờ khô sơn thì em sẽ đo kích thước cho mọi người coi. Không có thước đây rồi. Em bỏ cái bát xuống đi. Cái bát đó. Đo thùng à? Ừ, đo cái thùng thôi. Bỏ cái bát này xuống. Rồi, đo với bà chiều cao, chiều sâu của nó đi. Em quay lại cái thước này, tôi giữ được. Rồi, ok, 58. Sau đây. Xong 9 được 70. Rồi, ok. Cao đi rồi đi. Đó là kích thước của cái thùng này nha mọi người. Đây là cái lưới của nó này, cái lưới này thì em có dán cái vải chống bụi hết cho mọi người. Nào. Ê, bắt cho anh vô cái lưới. Bắt lưới vô. Bắt họ đến con hay con rồi. Bắt tạm thôi. Còn trên còn dưới nữa. À, không phải. Ở đây rồi, dạ hai bạn rồi. Rồi, em máy quay bằng cơm. Chạy ra mình quay cái này đi. Quay này nha. Áo này nhầm. Cái đó gì? Rồi, bỏ lên cái cần giùm anh đi. Bà mấy á, em 35 quá. Ghê à. Đúng không? Quả 9 luôn. Thằng này đáng ghê á. 39. 39kg. Rồi, em sẽ để cái đường dẫn sản phẩm này, hình ảnh với lại cái giá của sản phẩm ở phía bên dưới nha. Thì cô chú và anh chị bấm vào đó coi để mà cập nhật cái giá của sản phẩm. Thank you.
Thank you.